Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Wow, ha, ha, ha. Xin chào các bạn fan đã đến với kênh của Sammy Đào. Wow, ha, ha, ha. Và hôm nay chúng bạn theo tới quá gì vậy? Ủa canh tôi mà sao không xin tự giới thiệu chị là Simmy vậy? Chị kỳ vậy? Okay, trời ơi. Vậy lại nha, Phong xin tự giới thiệu tên chị là Phong Cận. Trời ơi. Lạc quẻ dễ sợ luôn à. Và hello, chào mừng trở lại với kênh channel của Sai Lại Sai Đen luôn mọi người. Và như các bạn được thấy ở trên tiêu đề và thumbnail thì hôm nay mình sẽ thử thách 24 giờ chui vào trái tim của Sammy. Để xem coi Sammy đây có gì nha. Ủa, ủa gì bơi về? Ủa Phong ơi, xong đi, bình thường Phong bơi về vậy? Ủa gì vậy? Tôi nói bà nghe là bà nghĩ sao vậy? Trời trời. Sao mà tự nhiên chui cho tim ai không chui chui cho tim của Sammy á nè. Trời ơi trời. Ủa ông không biết hả? Trời ơi, từng từng tôi chui vào trái tim Sammy Đào, chui vào trái tim Phong Cận, chui vào trái tim bé Cam. Hoàng hầu hết là toàn trái tim của con người. Còn bây giờ chúng ta sẽ chui vào trái tim của Sammy E, một con quái vật nổi tiếng. Làm gì có trái tim? Trời trời. Ủa sao ông ơi, sao ông biết được? Bây giờ mình chui vào xem thử coi có trái tim không? Không lẽ yêu quái không có trái tim đúng không? Trái tim của robot. Sammy xong là ai? Không cần là gì cốt hiểu không? Trời ơi, không biết gì hết trơn à. Okay, đúng không? Okay. Đó. Để xem coi yêu quái có trái tim ra. Rồi ví dụ như Sammy E là có trái tim thì được, để tôi xem coi Sammy E thích gì mà ghét gì đúng không? Lỡ thì mình vô rồi mình tìm hiểu thử xem. Đó, thấy chưa? Được, cũng đúng không? Rồi các bạn đừng quên cho video thật nhiều like nha, để mình có thể có động lực để làm video nha các bạn ơi. Trời ơi, có nhiều bạn mà xem video mà không like hết trơn. Rồi từ từ dừng lại mấy bạn. Mấy bạn dừng lại. Mấy bạn nhìn Sammy Đào Phong Cận nè. Like chưa? Mấy bạn like chưa? Phong Cận nói bạn đi, nói nhẹ nhàng thôi, nói nhẹ nhàng thôi, nhắc nhắc nhẹ nhàng thôi. Like chưa? Like chưa? Hả? Like gì đâu chưa? Đúng rồi. Đừng like nghe chưa? Xem mà không like là bị tắt đít đó. Phải nhắc nhở nhẹ nhàng thôi á. Nhớ nha. Thôi nói được rồi. Em không like thì thôi. Ừ thì thôi, làm cái ghê vậy? Ờ làm cái ghê. Ờ biết sao vậy vậy mà làm video mà không ai like là buồn gần chết rồi, có gì đâu, biết gì đâu trời. Thôi các bạn nào thích thì like nha, còn thích thì cũng like nha các bạn. Rồi ok, chuẩn bị vào bên trong trái tim của Sammy E có gì đó bạn. Ok chuẩn bị với Phong Cận. Ông giờ ông nhảy vô trước đi, giờ ông nhảy vô trước đi. Rồi ok để tôi. Ông làm mẫu coi. Wow, trời ơi ông chui thì cũng họng chui vô luôn kìa mấy bạn ơi, đỉnh chưa? Rồi Phong ơi, trong cái có gì không Phong? Hay không? Vô được chưa? Không thấy gì hết trơn á. Ừ tôi thôi mà đúng không? Trời chui trong sao thấy được. Rồi tôi chui vô nha, chuẩn bị nha. 1 2 3 hay cha. Ui trời đó coi là trời. Ui, sợ gần chết rồi mấy bạn ơi. Trời lén lén vô con Sammy E đúng khổ luôn mấy bạn. Trời ơi teo nhỏ chui vô mà phải lén lút nó. Trời ơi sợ gần chết luôn rồi. Để xem coi. Trời ơi, tôi không biết là Sammy E cũng có trái tim luôn á. Tôi tưởng không có chứ. Ừ tôi cũng tưởng vậy, tưởng quái vật là không có trái tim. Hóa ra quái vật cũng có trái tim nha mấy bạn ơi. Trời ơi sợ gần chết à. Rồi vô để xem coi trái tim của SE có gì đặc biệt nha. Có giống tôi hay không nha. Trời ơi Sammy E để coi có gì đặc biệt không. Để xem coi. Bên này cũng có. Bên này là trái tim thích nè, trái tim ghét nè. Chà cũng giống con người dữ hen. Trời ơi trời. Rồi để tôi xem coi rốt cuộc Sammy E thích gì đây nha mấy bạn. Ủa gì mà hơi sợi. Mới vô mình mới hào hứng đúng không? Tôi vô tôi tưởng là Sammy SE là phải gì đó đáng sợ mà ai về đâu cũng y chang như bọn mình thôi, cũng có hai trái tim thôi. Tôi cũng tưởng là Sammy SE có chục trái tim rất hồn luôn mấy bạn ơi. Hóa ra còn có hai trái tim như tụi mình. Ôi trời ơi sợ gần chết à. Rồi vô 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 để xem coi quái vật thích gì nhất nha ha. Theo tôi nghĩ quái vật là phải thích cái gì đó sợ sợ tí đáng sợ, thích ma thích quỷ này nọ đúng không ta, đúng không? Sammy SE là thích vậy. Ê, mà được. Rồi, vô mình coi thử đi. Ờ để xem coi Sammy SE thích gì nha. Rồi để quay quay. Ôi trời. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì mà thấy ghê vậy? Từ từ. Cái gì đây? Sammy E đang đứng đây. Ủa từ từ. Ê đừng có đi theo tim nha. Trời đất ơi. Sammy E thích nhất là thống trị hero team. Oh my god. Thôi ra là Sammy E là muốn bọn mình sẽ phục tùng, bọn mình sẽ quỳ xuống trước gọi là Sammy E. Trời ơi. Trời ơi cái gì mà ác vậy? Tôi xem quay nè. Mất tại dịch nè. Siro nè, Ruby nè, rồi Kairon nè. Ủa từ từ ông đâu? Ủa trời ơi trời thiếu ông rồi. Trời ơi sao bé thiếu ông rồi. Cái gì cái ai? Trời ơi thục tụ tất cả mọi người. Sợ tôi rồi. Cái gì mà sợ ông? Ông có cái gì đâu mà sợ. Sợ tôi ông đành. Sợ ông nghĩ sao vậy? Trời ơi trời. Hóa ra sở thích đặc biệt nhất của Sammy E đó chính là thống trị hero team. Muốn làm chùm của hero team bạn ơi. Trời ơi đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Cái gì mà ghê gớm như vậy ta. Sợ thích này thật là ích kỷ. Đúng rồi. Thế ra để tôi lên làm hợp lý hơn không? Tự nhiên để Sammy E lên. Trời ơi trời. Ủa cái gì đúng okay. Không đúng không? Tôi dễ dễ thương vậy mà. Rồi ok ok. Ờ Sam dễ thương. Trời ơi vô duyên. Để xem coi thứ tiếp theo mà Sammy E thích nhất là gì nha. Ok màn đầu tiên là tôi hơi sợ đó. Qua đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa gì đây? Ui ui từ từ. Cái này cái kỳ vậy? Ê từ từ từ. Ê
này vậy? Ăn gì cho bộ bổ tí, ăn là sơn hào hải vị, ăn bò cua bê rồi ăn gì ta? Ôm tôm hùm rồi ăn gì ta? Cua hoàng đế không ăn, ăn mấy cái gì kỳ không à? Từ từ, tôi khó hiểu chứ bạn. Ê từ, sai mấy đây ăn này mọi người. Để ăn ăn con skeleton có gì đâu bạn, nói toàn xương không à? Đây đúng không? Đây rồi. Nè xương nè. Biết dễ trơn á. Trời ơi nè. Người ta đem xương người ta hầm canh cũng được á. Ủa xương hầm canh rồi, ok món này là xương hầm canh rồi, còn mắt nhện là món gì đây? Mắt nhện, mắt nhện là ăn gì đây? Mắt nhện ăn gì? Mắt nhện cho tinh mắt trời. Trời ơi. Ăn mắt nhện cho gọi là nhiều mắt hơn cả. Trời ơi cái gì cũng vậy cũng tính hơn à. Rồi rồi bây giờ cái này mới khó nè. Rồi. Bây giờ thịt chăm bay giờ ăn để làm gì nè đó. Ông mà trả lời được tôi làm con ông luôn á. Trời ơi mà ông cái gì trơn á, thịt chăm bay đem đi phơi khô lên làm gọi là thịt khô bò nhầm. Trời ơi. Ngon lắm. Trời ơi ở ngoài đời là ăn thịt khô bò, bây giờ trong Minecraft trong game là ăn thịt khô zombie với bạn. Trời ơi vậy mà cũng tính ra hen rồi mà công nhận nha bạn. Tôi không biết sao. Nè bạn thử miếng đi, tôi thử ăn à. Trời ơi vô duyên. Ông ăn cho thành zombie đi vô duyên. Mà ông tôi công nhận nha. Không biết sao các bạn thấy không, nhưng mà tôi nói thật luôn, thịt zombie chang thịt khô bò ngoài đời các bạn nhìn nè. Trời ơi trời, nó giống y chang không khác mấy nào luôn. Tự nhiên nhắc tới thèm, làm thèm thịt khô bò gần chết rồi. Thôi đi chỗ khác mọi người. Hóa ra đây là sở thích của người miếng rồi. Nghĩ sao vậy rồi các bạn ơi. Túm cái quần lại là Sammy SE thích ăn thịt zombie tại vì nó chắc thịt, còn thích ăn mắt nhện cho nó gọi là sáng mắt, rồi ăn xương skeleton cho nó chắc xương đúng không? Rồi chốt đơn nha. Trời ơi ăn cái món gì nó cũng bổ dữ người ta. Trời ơi trời. Rồi hợp tí á. Hèn chi Sammy SE mạnh đến vậy là do ăn mấy món này mà. Trời ơi trời đáng sợ quá. Lần sau mình sẽ ăn thử coi mình có mạnh không nha. Ok để coi coi. Tiếp theo Sammy SE thích cái gì nha mấy bạn. Rồi đây là màn thứ hai. Đây coi. Màn thứ ba là gì đây? Trời đất ơi. Trời ơi cứu tôi, cứu tôi bạn ơi. Đây là phòng của Sammy SE à? Cái gì mà đẹp vậy? Đẹp hơn tôi nữa vậy. Đúng rồi. À, nha là cái phòng này á, nhìn mà trang trí Halloween là quá đỉnh luôn á. Trời, trời ơi, quá đỉnh không mà bậy luôn mấy bạn ơi. Ủa gì vậy? Không, qua bên đây. Cái gì vậy? Có thú cưng nữa nè, có thú cưng. Trời ơi, mình nha là nuôi bé bông bé cam, còn là Sammy SE chơi nguyên con gách luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, đẹp được á, quả đây đây gọi là thú cưng địa ngục luôn nha. Ui. Đó là Sammy SE là phải nuôi á gì ta, bé bông bé cam phiên bản SE chứ. Ừ ha, mà chắc là bữa nay là chơi kết hợp lại xong rồi đem con này dưới địa ngục đem lên đó Phong ơi. Tại vì Sammy SE là con ác quỷ mà, làm sao mà nuôi con thường được đúng không? Để tôi xem qua đây đây. Ê. Trời đất ơi Phong ơi, nhức nách chưa? Nhức nách chưa? Luôn. Ê ông bơi thử quay. Ông bơi quay bơi được không? Để quay người thường à, bơi được cái gọi là bể bơi có Sammy SE không? Để xem coi. Trời ơi khôn chưa? Uống bơi gì kỳ vậy? Lừa tôi hả? Gì lừa? Ai lừa ông? Ông lừa ông hả? Ủa chứ bây giờ ông test thử đi, tôi là người quay clip sao tôi test được? Bây giờ ông test thử quay. Trời ơi trời. Bà là người quay clip mà phải test chứ. Chạy vô chạy vô. Ông đánh đồng vô. Đánh đồng vô. Xuống. Yeah, trời ơi trời, thấy chưa? Ai bên là đất nhà? Ai bên là đất nhà đó đây coi. Ai là đất nhà? Ai? Ơi, bạn. Ai là đất nhà? Bây giờ ông muốn bật đất nhà luôn đúng không? Hả? Giờ sao? Trời ơi, tôi nói bà nghe nè, cái này ở trong game mà tôi không có sợ bà đâu, bình thường ngoài đời á tôi sợ bà chứ tôi không sợ bà trong game đâu. Giờ sao? Giờ sao? Hả? Tôi nói bà biết à, nhà là phải có đâu. Dạ em xin lỗi chị. Định sao sao? Xin lỗi vậy em ơi. Lần sao không dám mà lớn tiếng với chị nữa. Dạ. Rồi ok, rồi tha đó. Dám bật nắp nhà hả? Nghĩ sao vậy? Rồi để xem quay review sơ sơ với bạn ơi. Ui em từ từ nha. Ơi. Vậy đó. Trời. Nhìn nè. Ủa sao biết em cũng biết live stream game hả? Ủa cái gì vậy? Trời ơi biết em cũng biết làm YouTube luôn. Trời ơi. Để lúc nào tôi search cái YouTube có Sammy SE channel không ta? Trời ơi trời sợ gần chết luôn mấy bạn ơi. Hóa là Sammy SE cũng phải dạng dừa đâu mấy bạn. Không phải dạng dừa đâu nha. Trời ơi thì sợ ma đó nha. Để coi đồ chơi Sammy SE. Ủa trời ơi. Ê Phong ơi. Ê đồ chơi của quái vật đúng sợ luôn mấy bạn. Nhìn nè. Trời ơi trời. Toàn cái đồ gì không à. Thấy ghê không? Toàn cái thứ gì đâu mấy bạn ơi. Nhìn nè. Không hiểu gì hết trơn. Trời ơi đồ tôi ăn đồ nguyên rủa người ta không để bạn. Ôi trời ơi ghê gần chết à yêu yêu. Ôi đầu này còn cái máy cắt cỏ mấy bạn ơi. Máy cắt cỏ đúng không? Cái máy này như là cắt cái gì đó ta. Đúng không? Cái này là máy cắt cỏ gì tào lao. Đúng mày cắt cái gì? Cái này nè, tôi coi trong mấy cái phim kinh dị á, cái này là cái máy mà người ta dùng để thái rau củ á, nấu canh á, ăn. Ủa sao tôi không biết ta? Dưa leo hay là cà rốt gì mình bỏ vô xong mình bấm cái máy này rơi xuống cái là coi như là mình cắt hoa quả mình ăn đúng không? À hả ra vậy các bạn nào ở nhà có máy cắt hoa quả được chứ mấy hoa quả này hơi lạ nha, hơi lạ lắm mà nghe. Trời ơi
ghê quá ấy bạn ơi. Rồi đó chung á, hay lắm, mấy đó. Này cắt con ra còn được mà. Đúng rồi, cắt con người mà được rồi. Nói chung là cái nhà này của Sam với SE rất là sành sọ mọi người ấy bạn ấy. Sao những cái nhà tôi mất ham, tôi không đeo cái nhà này về nhà tôi á Phong ơi. Phong ngồi đây coi. Trời ơi, được đi tắm mà còn được ngồi chiêu như này thích gần chết luôn à. Trời ơi, nhà yêu quái đâu sình vậy trời. Ôi, ghen tị gần chết à. Chiêu chỗ nào á, thôi tôi đi qua bên chỗ rồi, theo đây. Để xem coi, tiếp theo coi. Ủa gì vậy, gì vậy? Ủa từ từ. Đây là căn phòng mà Sammy SE thích nhất. Để xem coi Sammy SE thích ai nhất nè. Coi nè Sam ơi. Ủa gì mới thấy gớm vậy từ từ. Ủa Sammy SE thích ai mà không thấy sợ luôn á. Trời trời, kiểu này là phải thích được ai đó đáng sợ lắm nè. Từ từ để tôi qua để xem coi. 1 2 3 coi căn phòng này có gì đâu mà đáng sợ. Từ bình tĩnh không ơi, để tôi qua tôi giải cứu không. 1 2 3 rốt cuộc Sammy SE thích ai đây bạn? Để xem coi. Vô. Rồi. Ủa gì Phong? Ủa sao ngơ ngác vậy? Cái gì Phong Cận? Ủa từ từ. Ủa một hình trái tim. Ủa dành cho ai vậy? Từ từ để xem coi. Một bức thư nữa. Ủa bức thư. Hóa ra bức thư này. Bà biết không biết dành trai mà nhìn lên trên tường kìa. Từ từ tôi phải đọc bức thư tôi xem coi đã. Rồi rồi. Người trong lòng mà tôi đã yêu thầm bấy lâu nay đó chính là cha. Trời ơi. Sao biết em thích ai vậy? Ui. Chấm chấm chấm. Chính là Phong Cận. Đây vậy. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Ê! Quá mày! Để hết tôi luôn trời. Ủa cái gì vậy? Ủa thích ai? Có thích Phong Cận? Ủa từ từ xem coi. Ủa bên tao mình gì đây? Từ từ. Từ từ Phong Cận, từ. Đây là những tâm tình của Sammy SE gửi cho Phong Cận TV nha. Lúc anh ngủ thật đáng yêu lắm. Đáng yêu chưa? Ủa đáng yêu chưa? Không cho đọc cái này là tâm tư của Sammy SE sao không đọc đâu. Ủa lúc này Ủa ngủ lúc nào tôi biết vậy? Còn cái ảnh lúc tôi bị tăng cân nữa. Ủa gì đây? Lúc anh cười làm em tan chảy nha. Tan chảy nha. Ủa tan chảy nha. Ủa nụ cười làm người ta tan chảy nha. Trời ơi trời cứu tôi. Ủa Phong ơi lúc này mập bao nhiêu kỹ vậy? Sao người em bự vậy? Trời. Ê có ai tỏ tình không mà đọc dữ vậy Phong? Đọc lạ ghê. Đọc lạ quá trời luôn Phong ơi. Ủa tôi không biết. Ủa là thích ông chưa? Em biết cái gì là thích ông thật không vậy? Hay là ghét ông vậy? Từ từ đi xem tiếp theo. Tiếp theo. Lúc anh đang chung thật đẹp trai. Trời ơi người ta thích ông mà sao người ta đang ảnh ông kỳ vậy? Em có khi nào là nó thích giả không vậy? À tôi hiểu rồi. Tại sao cái đoạn đầu lúc mà nó biến cái tất cả cái làng này thành SE trừ ông ra là thích ông nên là nó không biến ông nó Phong Cận nghe thằng chay nó trừ ông ra đó thấy chưa? Mà tôi thấy được ghê thật Phong ơi. Từ từ xem coi cuối cùng. Lúc anh khóc là em muốn khóc theo luôn á. Ủa lúc này đâu. Tôi đang khóc đau khổ bây giờ tôi đang khóc thật. Đừng tôi xem coi. Ủa sao đang khóc thật. Tôi đang khóc. Ủa đây à là họ sao biết em thích ông trong mọi phiên bản khóc lúc buồn lúc vui lúc ngủ lúc ăn lúc khóc. Trời ơi trời người ta thích ông để thật lòng mà ông đáp trả tình cảm của ta cái coi. Giờ bây giờ chỉ ví dụ tôi là sao biết em xin lỗi anh bây giờ tôi là sao biết em đi Phong ông đứng bên kia đi. Đó bây giờ tôi đập này nè. Đây bây giờ mình giả bộ mình thử diễn lại cảnh Sam SE vậy thích Phong Cận nha. Anh à, thật sự em đã yêu anh lâu lắm rồi từ cái nhìn đầu tiên. Anh ơi. Nhưng mà anh không thích em. Trời ơi, người ta thích Phong thật lòng mà sao không? Ông sạch cái rồi bạn ơi. Trời ơi, tôi cũng sợ mà Sam SE đây quá trời thích ai thích ông Phong Cận mà không biết thích thật hay không mình dán mấy bức ảnh nó thấy ghê luôn. Tôi đặc biệt thích cái tấm ông Phong Cận cười với bạn trời. Quá trời đất luôn á. Rồi ok. Mà bên trái tim thích của Sammy SE nha. Để xem coi Sammy SE ghét ai nhất nha. Ủa gì vậy Phong Cận? Người ta thích ông mà sao ông đập người ta vậy? Trời ơi trời. Sammy SE biết là Sammy buồn lắm đó. Ông Sammy SE gu mặn quá. Trời ơi mặn thật sự các bạn. Ok bây giờ để xem coi cánh cổng ghét của Sammy SE là gì nha. Let's go. Trái tim ghét của Sammy SE có gì vậy mấy bạn? Trời ơi trời. Cái gì vậy? Tôi chưa kịp reaction mà ông cho tôi đây về sao là gì vậy? Từ từ để xem coi. Từ để xem coi. Cứu tôi với. Cứu cái gì mà cứu? Mà tôi chưa kịp vô là ông vô thấy tài lanh tài lọt chưa? Mà tôi đoán chắc chắn 100%, 1000% là trong trái tim ghét của Sammy SE là có tôi trong á. Chắc chắn luôn. Không đúng thì cũng sai đúng không? Trời ơi không lẽ không có đúng không? Đó trời ơi trời. Ủa gì vậy? Ủa tập đoàn Sammy. Ủa tập. Ủa sao đánh đồ đánh đâu vậy? Trời ơi trời. Ủa từ từ. Không biết nữa. Sao ở đây có quá trời sao
nè, đấm nè, đánh nè, trời ơi, nó đánh tôi nè, Phong ơi. Đây rồi, quánh vô, đó tôi không có kiếm ở đâu vậy? Ngoài kia kìa ông ơi, ông chạy vô chi vũ, Sammy sao nhiều loại vậy, Sammy chân dài, Sammy chân ngắn vậy, đây nè. Cái gì vậy? Trời ơi, thấy có một Sammy mập như con heo nè. Trời ơi, Sammy mập như con heo, tôi luôn kìa, trời ơi, cái gì vậy, trời ơi, nó ghét tôi, nó tưởng tượng 101 giác kìa. Trời ơi, Sammy lùn nè, Sammy cao nè, Sammy bự nè, trời ơi, bự nè, bự. Trời ơi, này con yêu quái kìa, trời ơi, dám giả dạng ta hả? Ta xinh đẹp như này mà dám biến ta thành như này hả? Không phân biệt được đâu, Sammy thật đâu, Sammy giả luôn á. Ông tin ông rồi đấy. Ê, tôi mà. Trời ơi, này tôi xinh đẹp. Nè nha, trong kia không có một con Sammy đào nào bình thường á, thì có tôi bình thường mà sao ông dám chém tôi hả? Hả? Nói ơi. Này biết đâu, xin lỗi. Trời ơi, xin lỗi. Ủa gì đây? Trời ơi, em phải không? Hình như ê, mấy bác này của tôi với ông chụp chung với nhau nè. Trời ơi. Ôi. À, trời. Sammy ơi, nhìn nè, ở trong đây nha, là trái tim ghét của Sammy SE nè, có quá trời in hình của tôi với bà luôn. Ủa là chắc sao? Một điều rằng là Sammy SE rất là ghét bà, bởi vì bà thích tôi, cho nên là Sammy SE ghét bà. Sammy SE chỉ thích tôi thôi. Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, người ta thích nhau tự nhiên ghét người ta là sao vậy? Trời ơi, toàn e là sao đâu, dễ hiểu mà. Là Sammy SE thích tôi. Đó, Sammy SE thích tôi cho nên là Sammy SE đâu có thích bà gọi là ở bên cạnh tôi này đâu. Hóa ra là vậy, mỗi lần mà tôi bên cạnh ông nội này là Sammy SE ghét tôi với gì. Từ xem coi. Ê, từ Phong ơi, còn nguyên một con boss siêu to khổng lồ mặt tôi nè. Từ dám chặn tôi vậy nè, Sammy khổng lồ á, nghĩ sao vậy? Từ ngừng tôi không chém được nha. Rồi, để quay quay cũng làm được gì? Làm được. Trời ơi, tưởng Sammy thế nào, tưởng là không cho ông đâu là tôi đó thiệt luôn nha, là bình thường á, những ngoài đời thật á là bạn hiếp tôi hoài, giờ vô game tôi chạy. Để tôi chém Sammy, xem mi nè, để tôi nè, ui đó, trời đất ơi, cái ông nội Phong Cần này quá đáng lắm rồi, đúng đứng lại coi, đây, kiếm tôi đâu, xin lỗi. Tôi nhìn tôi nhảy qua từng cái luôn nè. Ông làm gì tôi làm gì bà nghĩ là làm gì bà hả? Dạ xin lỗi anh. Nói không là nóc nhà. Cái gì vậy? Nè nha, quá đẹp á. Từ bình tĩnh thôi. Trời ơi, cái gì? Cái bà đây. Ghen thiệt. Ghen, đánh tôi xuống. Ghen. Ghen quá ha, ghen. Này thì láo dám chống đối tôi hả? Giờ biết ai là nóc nhà chứ hồi vừa bắt nạt tôi hả? Vậy dám mà trời dám nghĩ ai, dám chê tôi hả? Các bạn thấy Sammy có ngầu hay không, đừng quên comment video Sammy biết nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem quay căn phòng của Sammy SE, người mà Sammy SE sợ nhất là nha các bạn. Trời căn phòng số 2 là Sammy SE sợ nhất con lợn á bạn. Trời ghét với sợ nhất con lợn hả, gì kỳ ta, tự nhiên
con người mà mạnh mẽ với Sam SE mà lại ghét con heo ta? Chắc là nhìn con heo nhìn nó hơi ngu nên là Sam SE sợ ấy, bạn ơi. Sợ vì cái sự ngu ngốc của nó ấy, bạn ơi. Sợ gần chết luôn à. Rồi bây giờ để xem quay căn phòng mà Sam SE sợ nhưng mà ghét nhất là gì nha. Ok, chuẩn bị tới nè. 1, 2, 3. Ủa gì vậy? Tự nhiên đến ba cái tự nhiên chửi tới thôi à. Ôi cái gì mà ghê dữ vậy? Mới căn phòng tôi mới nhắc để cái căn phòng mà Sam SE ghét nhất mà sao tự nhiên chửi tới thôi vậy? Trời ơi, chắc chắn trong này là có một yêu quái đáng sợ ở trong Minecraft đó bạn. Ơi bạn đừng quên coi mà sao biết là cái con này là con gì nha. Thấy ghê quá à. Để xem quay cái con này là con gì nha bạn. 1, 2. Trời ơi sợ quá bạn ơi. Ba con gì đây? Điều ta sợ nhất từ trước đến giờ chỉ có một điều, chính là sự cô đơn. Ủa là sao? Ta đã sống dưới bóng tối 1000 năm. Khi được Sammy hồi sinh, ta được sống lại. Và ta ước một ngày nào đó ta trở thành con người. Ủa tội dữ vậy? Hóa ra là Sammy S. Ủa cái gì vậy? Tội nghiệp quá. Tôi không khóc vậy. Tôi ôm bạn cái à. Ủa gì vậy? Cẩn thận cho Sammy S quyền đúng quá. Trời ơi gì? Hóa ra là Sammy SE đã được nhốt ở đây 1000 năm rồi bạn ơi. Trời ơi, trời, tội nghiệp dữ vậy. Quyền chi Sammy đứng đây bị sống xích nè. Trời ơi tội quá. Ủa sao ơi, sao ông khóc vậy? Tôi chưa khóc mà sao ông khóc vậy? Trời ơi ai mà nhẫn tâm vậy ta? Gì vậy? Trời ơi trời. Sao buồn cho người ta vậy? Ôi. Tại vì á là lúc nhỏ tôi cũng là một người cô đơn. Tôi đi học bạn bè ít chơi với tôi lắm. Hóa ra là vậy. Ôi tôi đúng cũng rồi, vậy. Tại bạn bè tôi tưởng tôi bị khùng. Ôi trời. Ờ ha, tôi thấy cũng hợp lý chứ bộ. Ông khùng quá ai dám chơi với ông, lỡ chơi ông bị khùng lây sao đúng không? Trời ơi trời. Ông Sam SE bị nhốt với 1000 năm rồi Phong ơi. Trời ơi trời, hèn chi sợ cô đơn đúng rồi. Còn ước mơ làm con người đó. Quay không ngã. Đi, cứu Sam SE xong Sam SE hại mình bây giờ tại đây. Bây giờ là Sam SE được tôi giải thoát rồi. Bây giờ tụi mình chỉ có chạy thôi, hiểu không? Sam SE mà thấy tụi mình tốt quá lỡ biết tụi mình thành bạn nữa sao, hiểu không? Bây giờ ông muốn làm con ngựa hay muốn làm Sam SE? Đó, bây giờ mình thương người ta mà người ta có thương mình đâu, hiểu không? Là mình cứ đứng xa xa là mình nhìn người ta thôi, hiểu chưa? Người ta đâu có thương mình, có yêu gì mình. Đây, tội hạ thánh đó, hạ thánh chứ. Hèn chi tôi biết rồi. Ông thương xa, ông thương. Ê Phong, tôi biết rồi. Bây giờ ông vì ông như vậy nên Sam SE thương thầm ông đó. Vì ông bây giờ ông tỏ tình với Sam SE đi. Tỏ tình đi. Đó. Ủa sao chạy? Ê sao chạy vậy? Ê Phong, gì vậy? Một mình bà Sammy bình thường ha, đã mệt rồi giờ thêm bà Sam SE nữa. Thôi bỏ đi. Trời ơi, tôi bình thường tôi đã khùng điên rồi. Còn yêu Sam SE chắc khùng hơn đúng không ơi? Yêu Sam SE. Nhốt bà Sam vô trong đó chung với bà Sam SE giùm tôi được không? Trời ơi, vô đi em. Ủa là sao? Phong. Được, tôi đi đây. Ủa gì vậy? Còn tôi sao? Ông không thương tôi hả? Phong. Tôi về chơi đi, tôi đi chơi game. Trời ơi, đồ quá đáng ông nhớ đó nha. Rồi ok bạn ơi, mình nghĩ là kết thúc với video là bí mật của trái tim Sam SE. Các bạn thấy như nào? Đừng quên comment vì Sam biết nha. Còn riêng Sam á, thì Sam nghĩ lúc đầu á, Sam SE là một con quái vật rất là khó chịu và rất là xấu xa. Nhưng mà không ngờ Sam SE là có một trái tim, gọi là một trái tim cô đơn vậy bạn ơi. Trời ơi, nhìn tội nghĩa quá. Sau câu chuyện này tôi rất là thương Sam SE luôn. Các bạn nào thương Sam SE giống như Sam hay không? Đừng quên comment vì Sam biết nha. Chỉ là thương một phần thôi nha. Đó, thương vì sự cô đơn rồi ơi nha. Đó, ok. Tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye. Và nếu các bạn muốn Sam gọi là làm thêm những trái tim của ai khác nữa, đừng quên comment vì Sam biết nha. Ok. Tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn gặp lại. Bye bye.